Cây bìm bịp tên thường gọi là cây mảnh cộng, cây xương khỉ hay là cây bách giải, là loại cây thân nhỏ hình trụ chuyển vàng khi khô, mọc thành bụi cao khoảng chừng 3 mét, lá có cuống ngắn màu xanh thẫm, hoa màu đỏ hay hồng. Đặc điểm phân bố là cây mọc hoang rải rác ở khắp các vùng nông thôn nước ta. Theo y học cổ truyền thì cây bìm bịp có vị ngọt, tính bình, mùi thơm, có tác dụng mát gan, tăng tiết mật, tiêu thủng, chống đau. Các nghiên cứu trong và ngoài nước còn cho thấy cây bìm bịp chứa nhiều sinh tố, khoáng chất, tannin và các chất như flavone, glycoside, vân vân, rất là có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh các thành phần trên thì nhiều các nghiên cứu cho thấy là trong thành phần cây bìm bịp có chứa nhiều chất dinh dưỡng như là 1,1% hàm lượng chất béo, 1,4% chất xơ và 3,2% chất đạm và 147 mg canxi trên 100 g cây. Hiện nay thì cây bìm bịp được sử dụng nhiều nhất để hỗ trợ và điều trị ung thư. Công dụng của cây bìm bịp như sau: có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đây là tác dụng đáng quý nhất của cây bìm bịp, bởi hiện nay cây thuốc có tác dụng hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư không nhiều và chỉ tính trên đầu ngón tay. Hỗ trợ điều trị viêm gan, vàng da, tác dụng điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp, tác dụng chống lồng liền xương. Đối tượng sử dụng cây bìm bịp là những bệnh nhân ung thư, tốt nhất cho bệnh nhân ung thư hạch, bệnh nhân viêm gan, người có men gan cao, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu, người bị phong tê thấp, người bị đau nhức xương khớp, người bị chấn thương xai khớp. Hướng dẫn sử dụng cây bìm bịp: dùng hàng ngày thì dùng từ 30 đến 40 g cây khô hãm nước uống, dùng làm thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư thì cây bìm bịp 30 g, cây xả đen 40 g, nấu với 1 lít nước uống trong ngày. Dùng cho bệnh nhân viêm gan, vàng da thì cây bìm bịp 30 g, lá vọng cách 20 g, trần bì 15 g, rau ngô 20 g, sâm đại hành 10 g, sắc với 1,5 lít nước, còn 800 ml nước uống trong ngày. Dùng để điều trị bệnh phong thấp thì cây bìm bịp 30 g, cây gối hạt 20 g, tầm gửi dâu 20 g, cây cỏ trâu 20 g. Các vị trên đem sắc với 1,5 lít nước cạn còn 800 ml nước chia uống trong ngày. Để điều trị bong gân, sưng đau, gãy xương, dùng cây tươi, cây bìm bịp tươi 80 g, ngải cứu, sâm đại hành mỗi vị 50 g, đem xào nóng với giấm rồi đắp lên vết thương, lấy vải buộc lại để trong thời gian từ 5 đến 6 tiếng, duy trì liên tục từ 5 đến 10 ngày sẽ có kết quả tốt. Để mua cây bìm bịp thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi vào số là 0904 079 719.